đi làm sớm rồi. Bây giờ đi làm không được bác. Để lâu lâu lắm. Tiếp cô. Tiếp bò bác. Thế à, đúng rồi. Xong. Ở lại vô vô ai chơi game được kìa. Cái này là cú bồ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.